problems we face locally and globally are complex, and to solve those problems, we need people from a range of different disciplines who can bring different viewpoints, skills, knowledge, and perspectives. By bringing together people in this way, we hope to create new collaborations and new networking opportunities so that the creative industries in the future can draw upon all these different skill sets and expertise to solve the problems that we all face. I think that this theme of change is very timely, because now we are coming out of the COVID-19 crisis, which has dramatically affected also the cultural and creative industries in Vietnam, but all over the world. And the artists and designers, they have to adapt to a new situation. And therefore, the subject of adapting to the change is timely this year. Trong năm nay thì VFCD khá là đặc biệt với sân chơi thách thức sáng tạo, thì chúng tôi muốn đặt ra cái vấn đề về việc tính kết nối và sự phát triển liên ngành trong bất kỳ lĩnh vực nào trong đời sống, và ở đó thì văn hóa và sáng tạo có thể trở thành động lực, cũng có thể trở thành nền tảng là trụ cột để chuyển động, thúc đẩy cái sự chuyển động mang tính liên ngành đó trong đời sống xã hội của Việt Nam. Thanh rất mong thấy được là VFCD nó xảy ra hàng tháng, những cái hoạt động nho nhỏ cũng được, không sao, nhưng nó tiếp tục thúc đẩy cái thông điệp của sự sáng tạo để cho nhiều người hiểu về nó hơn, để cho mình thay đổi được cái tư duy là sự sáng tạo nằm ở tất cả lĩnh vực. Mình cần phải multidisciplinary, mình cần phải làm việc chung nghề một cách đa ngành để cho mình phối hợp với nhau. Chúng tôi đánh giá cao việc là các ý tưởng có thể khả thi, làm sao để hiện thực hóa được các ý tưởng. Bên cạnh đấy, một cái yếu tố rất là quan trọng là các cặp đôi phải đủ cái bản lĩnh cũng như là cái sự kiên nhẫn để mà học hỏi và làm việc lẫn nhau ở trong quá trình mà cùng đi trên một hành trình. Trong cái sự sáng tạo á, thì nó cần những cái góc nhìn rất là khác nhau, những cái quan điểm nó khác nhau, những cái chiều kích về văn hóa, về cuộc sống nó khác nhau, thì nó sẽ tạo ra cái sự đa dạng. Thì chính những cái tương tác, những cái va đập từ cái sự khác nhau thì nó sẽ tạo ra những cái mới. Cái mới thì nó sẽ phải, nó không có bắt đầu từ hư vô, mà nó bắt đầu từ việc va chạm của những cái cũ.